chúng ta cố gắng nhìn người ở đầu hàng để sắm hàng cho thẳng nhá. Đây là... Rồi, một giải tay mọi người ơi, lên đây nào, phía cuối cho anh vui thân anh lên xuống đèn với ạ. Một giải tay mọi người ơi. Mọi người ơi, mọi người sóng hàng dọc, sóng hàng ngang thẳng hàng đấy ạ, vẫn tổ chức thẳng hàng đấy ạ. Chúng ta có những thức hình đẹp nhất thì mọi người vui lòng là sóng thẳng hàng cho em với. Hàng dọc hàng ngang thẳng hàng, bên phải bên trái bên trước bên sau thì hãy thẳng hàng với người chạy chậm. Chào. Các bạn ơi, tao xem ai để chào cờ tao chán các bạn đi cơ. Học sinh này đi học chắc là chào cờ rốt. Rồi, mọi người ơi, chào cờ thật đẹp nha. Bây giờ cho bay xuống nào, chúng ta làm một đường nào. Nhi, Nhâm, chào cờ, chào. Đẹp hơn rồi đấy. Một vòng tròn đoàn kết, một vòng tròn mang ý nghĩa hết sức là gì ngậu? Là đoàn kết. Đúng luôn. Rồi và ngày hôm nay mọi người hãy cùng hô to theo em cũng như là anh Hậu nha. Anh em mình là một gia đình. Hai ba. Anh em mình là một gia đình. Một gia đình là chơi hết mình. Một gia đình là chơi hết mình. Anh em mình là mê na sân. Anh em mình là mê na sân. Thành tị. Thôi bây giờ để yêu thương nhau thì mọi người ơi, bên phải quay. Bên phải quay. Tao phải quay. Rồi. Vâng ạ. Bây giờ thì cùng nhau quay vào bên phải hướng mà. Vâng, và người ở bên dưới sẽ đấm lưng cho người ở bên trên ạ, để thể hiện tình đoàn kết ạ. Rồi. Đứng lại với nhau đi. Đứng lại cho tôi. Trong tràn đầy tinh thần đoàn kết ạ. Mọi người bám sát vào cỏ đi mọi người. Bám sát vào cỏ cho đẹp. Mọi người bám sát vào cỏ đi. Tất cả bám sát vào cỏ. Là của chính các bạn. Vì vậy hãy quẩy lên. Với những thử thách hết sức hấp dẫn của chương trình ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta có 3 trò chơi và mọi người hãy chú ý lắng nghe nhé. Các đội thắng ở trò chơi thứ nhất và trò chơi thứ hai, tức là qua trò chơi đội nào mà được giành được điểm cao nhất qua trò chơi đầu thì sẽ không phải chơi trò chơi thứ ba mà chúng ta nghiêng nghiêng để vào chung kết. Và trò chơi thứ ba thì chỉ còn có 2 đội còn lại mà không giành điểm cao nhất của trò chơi thứ nhất và trò chơi thứ hai mà thôi. Và chính vì vậy là thì các đội hết sức phải cố gắng ạ. Rồi trước khi vào trò chơi thì chúng ta sẽ cần phải chia đội chơi đúng không ạ? Xin mời anh Hậu hỗ trợ em chia đội chơi nào. Mỗi đội sẽ gồm có 30 thành viên và chúng ta sẽ chia thành 5 đội ạ. Và em sẽ bắt đầu lấy từ anh Dũng ạ. Vâng, anh Dũng sẽ đếm ở bên phía tay trái của mình từ số thứ tự. Anh Dũng là 1 cho đến thành viên thứ 30. Và sẽ...
của mình tên là Châu Đế và solo mình của mình là chị em Châu Đế. Yeah, Oscar!
Yeah.
ไปดูให้ดูสักทีเถอะเราถึงเงินเลยมาวันนี้วันตัวมือสาวไปดูสิ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 วันตัวม
nào chào cờ đó. Đấy. Mọi người sẽ bốc thăm quà của mình, tuy nhiên chỉ được chọn thử trạng. Đúng là chỉ được chọn thử trạng. Yeah.